người quay lại với Alien Isolation. Mình bỏ ngũ ra, đội cũng có thông ngũ quá. Cái đội nhỉ? Thôi bỏ đi. Hôm nay nhiên trời lạnh. Nếu là sao hôm qua bình thường, khá là bình thường, tiên may trời lạnh, phải cả đái. Kiểm áo mặc vào. Ok. Tất cả mọi thứ đều chống lại mình à. Bây giờ mọi thứ trong game này đều đuổi mình, muốn giết mình. Từ con quái vật cho đến bọn Android cho đến mấy thằng người cầm súng. Fuck. Tôi muốn sống ra ở đây mà nó khó khăn đấy cả. Ok. Faricato. Ok. Hôm nay tại mấy chỗ trước đi vào rồi. Không biết là bây giờ phải đi về đâu. Ra. Cơ bản bây giờ không có khả năng đánh được bọn này rồi, chỉ có chạy thôi. Ok. Đi vào đâu bây giờ? Tầng này tầng trên nhỉ? Mình không biết là liệu tìm Ricardo ở tầng này tầng trên. Vì nói trước mình đã chạy từ đằng này ra đây rồi, mình không tìm một đường nữa, chắc là tầng trên nhá. Không có gì đâu. Đùa đấy. Tôi té đây. Không ai đây đâu. Mà tầng trên này thì làm gì có cái gì. Tầng dưới. Các đồ qua đây không? Ê, các đồ đây mà. You okay? Listen, Marlow's permissions are still locked in this terminal. If we had the coordinates for the turret, we could align the transmitter dishes manually, bypass Apollo completely. There's an observatory near the comms array, right? Yeah. We should be able to find the turret coordinates using that. I'll get the door for you. Okay. Mở cửa ra. Mở nhá. Đâu bây giờ? Cứ xa vãi. Sếp chỗ nào nhỉ? Ok, trước có sếp. Sẽ côn thang máy, tôi đâu có đi đấy, tôi đi xem bên kia mà. Muốn đến chỗ sếp thôi mà. Cái này đâu? Chẳng ai đâu cả. Ok. Chắc đúng rồi, phải ở đây rồi. Ok, đi xuống đây. Nếu mình đi sai đường nó sẽ hiện ra ngay, mà đi sai đường nó sẽ hiện ra ngay, mình sẽ có điều quay về. Ok, có vẻ đúng đường rồi, không sai đâu. Ok, chỗ này chỗ mà hồi trước mình ok hơi nhiều. Hồi trước mình phải chạy bọn robot đây mà. Chứ chỗ này bao nhiêu mấy con robot. Ok, bây giờ không có robot nhưng không có mặt này. Nào biết tới ngày đâu đúng không? Các bạn đọc bò lắm, các bạn không biết đâu. Ok.
Tớ đi ra đây tí nha các bạn nha, đừng mà nào hạnh hoại tớ nha. Chuẩn rồi, chào các bạn. Xí cái này đã. Đây không, đây ở đâu? Tớ cần vào trong này. Ok. Bạn gì đấy ơi, tại sao bạn lại chết ở đây? Tớ không vui, tớ vào đây thấy người chết tớ không vui. Ok, bị bắn. Zip, search nào. Kia thôi, tôi chỉ sợ tôi gặp mấy cái xác mà cạp vào đầu biết là con alien ở đây bắn thì không ngại. Mấy thằng này nó không thông minh, con alien. Ok. Cái gì đây? Chừng thấy tôi phải làm cái gì ở đây? Ở đây. Okay. Cho cái vòng này nó ra ngoài chăng? Rồi, chốt rồi. Hát chưa bao giờ dễ thế. Mới góp bên ngoài này đẹp chưa? Mặt trời kia, không rõ đây là mặt trời hành tinh nào mà rõ ràng là mặt trời. Ok, không phải mặt trời của mình đúng không? Đây rõ ràng là hành tinh khác ngoài vũ trụ, không phải mặt trời của trái đất. Ok, sao nữa? Thế là ở đây. Ok, lại nữa nào. Sai ở đâu? Ôi giời, xem. Xuống lại. Lại phải đi tận đâu đây? Rồi xa đấy không biết. Đường nào lên đấy bây giờ? Không, tôi đến đấy bây giờ. Kệ, cứ xuống tính không. Chào bạn nhé, tớ đi nhá. Bạn cứ ngồi đấy đi, tớ đi ở đây đây. I can unlock the entrance to the airlock from here. Give me a sec. Ok, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Đường này. Cảm ơn ông đi các đô nhé. Không mở đường cho tôi. Đỡ về tìm đường. Ngại khoản tìm đường lắm. Xem toàn ở trong này. Trong này mình gặp nhiều thứ. Ngoài đấy không gian chẳng có cái gì đâu. Trừ mấy con alien. Mấy con alien ra ngoài không gian. Ok. Thay đồ phát nào. Lại mặc bộ này. Quay về đầu game.
sao nhìn vào cái kính của cái mũ mà nó không phản chiếu hình ảnh? Không chạy được. Sao đây nào? Ok, ra ngoài vũ trụ thôi. Vui quá. Được ra ngoài rồi. Nhìn lên. Đẹp vãi. Cho ra ngoài rồi nhá. Mấy cái thằng phế vật trong đấy chết đi nhá. Tôi phải nhanh này. Ông giục tôi nhanh rồi phải đi những kia để tôi làm mấy cái trò chống cho ông mà tôi không chạy được. Đi chạy vậy. Xong rồi vũ trụ rồi. Vui quá. Xem ngoài này đừng có bạn nào vô tới nha. Xem ngoài này rồi chạy chậm cái này đổi nhau thôi. Chịu đi chứ. Đi thẳng luôn. Chạy đi thẳng. What the fuck cái gì kìa. Sẽ có cái gì trôi lửng cái này nè. What the fuck cái gì ấy. Đây cứ là cả người ta sợ, người ta không biết xung quanh đây có cái gì rồi. Bố cứ là cả cái sợ vẫn trưởng. Ok, đi vào trong máy ạ. Đây là vết gì đây? What the fuck, đến gần phát nó mất kìa. What the fuck, đến gần phát cái vết ở trên giường nó mất luôn này. What the fuck cái gì đây? Chắc là một phần ở game thôi, kiểu lỗi hình ảnh hay cái gì đấy ứng thôi, không chẳng biết cả. What the fuck, cái gì nó cứ đỏ rồi thành đen này, có hiểu vậy. Đây à, ok coordinator. Damn it! Damn it! It's okay, Ripley. There's an override console by the transmitter. Okay. Không sao cả. Vẫn mọi chuyện trong đường sắt vẫn xử lý được. Lỗi tí thôi. Ra ngoài này là an toàn rồi. Lỗi một tí chẳng sao cả. Ê. Tiếc bàn tay lo vãi, bàn tay lo vãi của mình đi đây ông Samuel để ông quẳng rồi, tay lo bỏ nó. Còn cái ông Richard này mong với đây. Sao tôi mong này? Nhìn cái gì đây? Ma giật mình. Ok đây à? Chọn đấy. Reboot phát nào. Tối đen này đừng có bật điện lên thấy cái gì sò mặt nhá. Hay lắm. Được chưa? Ok quay lại. Mà cái phòng tối này nhìn hại đấy chưa? Sợ ở trong này có gì sò luôn. Không chạy. Nhưng mà nó không chạy. Cái bụi quanh tung tung ở đây. Ra ngoài này là gì có gió đâu. Không ra thì có gió mà cứ thổi cái bụi quanh tung tung ở đây. Ôi cái gì lại cạch đấy. Không vui nha. Tí nữa. Tôi reset rồi mà. Phải làm gì nữa dưới đấy à? Fuck. Một câu quả này. Tưởng bấm mỗi cái đấy xong. Mày ngon. Lại đi xuống. Mệt thật. Đi quay lại. Cuối tuần rồi. Cuối tuần.
tuần thằng kia rảnh lại ngồi chơi Terraria với nó. Hôm nay chơi một tập xoắn ớt xanh lè này chứ sáng sủa này. Thế thì mình đi hơi sớm. Mình đi hơi sớm nên là nó chỉ bật cái điện lên. Đảo lúc ok bật từng cái lên ạ. Cái rồi cái ba. Rồi xong rồi. Quay lại cho mày. Chào nha. Chào mấy bạn nha. Tớ té vào đây đây. Hại quá. Khổ. Chơi game nó bị dọa hết. Gần như hết game rồi thì bây giờ đi đâu cũng sợ. Đi đâu thì sợ bị dọa thôi. Thằng không có máu cho game kinh dị rồi mà đuối lên cái gì chơi cái gì chỉ sợ bị dọa đuối vía thật. Rồi, quậy đây ok thứ e nhưng mình làm thế nào mình chỉ được 35 à mình chuyển được 35 à. Ok. Xong. Easy, đơn giản. Ui rồi. Ổn rồi, sắp thoát ra khỏi đây được rồi. Chắc là để mình đoán là lên đạp cái tàu của mình. Cái tàu thoát ra mình đến đây và sau đưa mình đến đây. Đúng không? Không phải đây này. Đẹp thế. Torrance, Torrance, this is Ripley on the station. Are you reading me, Verlaine? Ripley, what the hell is going on over there? Bad things, Torrance. There's an alien organism here. It's deadly. We need urgent extraction. A what? There's no time to explain. Đừng hỏi nữa, xuống đây giúp bọn tôi đi. There's nowhere for us to dock, Ripley. The station's tearing free from its gravity mooring. Thế nữa. I've seen a towing platform below the space flight terminal, but the Torrance umbilical isn't built for it. Okay, không có chỗ đáp tàu. Không chỗ đáp tàu thì lại lại đến mình rồi. Tìm chỗ để đáp tàu rồi. Rồi. Khó thế các bạn. Ok. Tìm chỗ để đáp cái tàu Torrance xuống đây. Không có chỗ đáp tàu. Có hiểu vậy. Mấy cái thứ trên tường nó cứ what the fuck. Cái đèn này. Đèn đi trên tường này. Nó cứ tự nó trôi lơ lửng đi không nơi. Đâu? Dưới đâu? Không hiện là mình đi đâu nữa. Giờ người đâu đi về đâu nữa. Hay là đúng rồi bây giờ phải đi về thôi chứ. Ồ rồi tận đây cơ. Xa vãi, lại chạy về. Ok, đi ra ngoài lại đi về. Rồi, tận đây rồi qua.
chết rồi, người một chỗ tôi cứ phải đi lên đi xuống để làm việc cho các ông này, chạy qua chạy lại đấu tranh vì sinh mạng của tôi. Còn mấy ông chỉ ngồi ở kia, đừng có đứt nhé, đứng đang nhìn ở trường về tàu đứt mấy cái này nhé. Không biết là cái bọn đứng trong cái phòng trong kia nó nhìn thấy mình ở đây không, nếu nhìn ra ngoài thêm điều này. Chạy được, đường thì rõ dài mà không chạy, chạy cái vũ trụ đơn giản thôi mà, không gì khó khăn đâu. Chói mắt, mặt trời chói chang, mặt trời chân lý chói qua tim. Oh my god. Yay. Yay. Quay về đây rồi. Chạy được, muốn chạy thì vẫn chạy được mà. Để lưu vào đã, chỉ có bạn lúc nào cũng tốt với tớ thôi. Cái trạm emergency điện thoại này nào cũng tốt với mình, người kia ta đi không có đi hết. Đi đây Ricardo, làm sao đấy ông Ricardo? Trả lời tôi. The fuck? Ôi, quên luôn này rồi. Trời ơi. Nó đổ sai hết cái bọn này kia rồi. Mình có đúng chắc là khoảng 2 lần rồi, xuống nửa thôi hết đấy. Lên được rồi. Ôi nhà bây giờ nó có nhiều lắm. Bây giờ nó không phải chỉ là một con đâu. Bây giờ sợ lên như kia cả tiếp con nữa thôi, buồn lắm đấy.
phải đi vào đây à? Không phải. Lúc cẩn thận. Chỗ này mở cửa chưa? Chỗ này cửa không mở. Đi vào đâu bây giờ? Hay lại quay lại tầng kia? Có lẽ là quay lại. Phải. Ông đi các đồ cũng tạch đó rồi. Trời ơi. Ai cũng tạch. Khổ thế. Ôi trời. Có lẽ là mình nghỉ. Thôi mình dừng tầm này ở đây. Thôi mình đi xuống đường dưới xem dưới nó có đường sang kia. Safe. I sure as hell don't. Ok, đây, nó đi vào đây. Ok, hiểu rồi. Hẹn mọi người. Hẹn mọi người tập sau. Goodbye. Tập này nó hãm quá. Chẳng có làm gì đi lại thì về thì thấy ông Ricardo ông gục ở đấy có phép là gờ bé mặt rồi. Chán quá, nản quá.